Chào các bạn. Nước hoa luôn là một trong những vũ khí để tạo nên sức cuốn hút và hấp dẫn cho phái đẹp. Việc dùng nước hoa cũng tùy thuộc vào bản thân của người dùng và luôn có những mẹo sử dụng nước hoa tuyệt vời mà bạn có thể chưa được biết đến. Sau đây là một số gợi ý giúp bạn lựa chọn nước hoa và cách sử dụng nước hoa giúp bạn giữ được mùi hương lâu hơn. Cách chọn hương thơm của nước hoa. Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Không nên chọn nước hoa chỉ vì thương hiệu hoặc nghe giới thiệu. Cần để ý xem hương đầu và hương cuối của nước hoa như thế nào. Sau đó thử trên da từng người. Với từng làn da, nước hoa khi hòa quyện lại tạo ra mùi hương riêng biệt và đặc trưng. Bạn có thể chọn hương nước hoa dựa vào những gợi ý như: chọn hương thơm nhẹ. Hương thơm thoảng nhẹ mùi chanh, cam, quýt là sự lựa chọn thích hợp cho mùa hè. Bạn có thể trộn các loại hương. Tại sao chỉ dùng một mùi hương? Bạn hãy pha lẫn hai hoặc nhiều loại hương để có một hương thơm độc đáo. Hương thực phẩm. Một số thực phẩm bạn yêu thích có thể tạo nên hương thơm dịu ngọt. Hương của các loại gia vị rau như quế, trà xanh, bạc hà cũng là một lựa chọn hay. Đây đều là những hương thơm bạn có thể sử dụng nước hoa cho mùa hè. Hương thơm của nam giới. Hương thơm gỗ tuyết tùng của nam giới rất thích hợp với phụ nữ mạnh mẽ, tự tin. Xịt nước hoa trên da khô. Nước hoa được hấp thụ tốt hơn khi da không bị ướt, vì vậy bạn chỉ nên xịt nước hoa lên cơ thể sau khi tắm, đó là thời điểm lý tưởng, khi da bạn đã sạch sẽ và các lỗ chân lông nở rộng, giúp nhận và giữ phân tử mùi hương lâu hơn. Xịt nước hoa vào tóc ướt. Nếu bạn muốn mùi thơm giữ lâu hơn, hãy xịt nó vào tóc ướt thay vì tóc khô. Đừng xịt quá mức cần thiết vì lượng cồn trong nước hoa có thể làm tóc bạn bị khô. Bạn không nên xịt nước hoa khắp cơ thể. Cần xác định những điểm tập trung nhiều mạch máu như cổ tay, khuỷu tay, cổ, ngực, gáy, mang tai, vân vân, vì mùi hương được giữ lâu hơn. Cần lọc ra một hoặc hai điểm mà bạn thấy giữ mùi tốt nhất chứ không nên lạm dụng xịt khắp cơ thể. Cổ tay và mang tai và gáy là nơi quen thuộc và được nhiều người áp dụng nhất. Không trà sát cổ tay. Khi xịt nước hoa lên cổ tay, bạn không nên trà sát vào nhau. Điều này sẽ trực tiếp phá vỡ các phân tử nước hoa và làm chúng dễ mất mùi hơn. Hành động đó không chỉ làm da dễ bị chảy xước, dị ứng mà còn tương tác với các loại dầu tự nhiên trên cơ thể, gây thay đổi mùi hương. Cách xịt nước hoa đúng cách. Bạn không nên dùng nước hoa khi đã mặc quần áo. Lúc này bạn không thể căn chỉnh khoảng cách chính xác, dễ xịt quá gần, để lại những vệt nước trên trang phục. Bạn nên để quần áo ra giường, để nước hoa cách chừng 10cm sau đó xịt lên. Nếu để quá xa, nước hoa sẽ không bám được vào quần áo, còn quá gần thì sẽ không tán đều. Cách cất giữ và bảo quản nước hoa. Tránh để nước hoa tiếp xúc với ánh sáng hoặc những nguồn nóng. Đậy nắp bất cứ khi nào sử dụng xong để giữ nước hoa không bị bay mùi. Nếu di chuyển hay mang nước hoa ra ngoài nhiều sẽ khiến nước hoa tiếp xúc với không khí lạnh hoặc nóng bên ngoài gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng mùi nước hoa. Thời gian đảm bảo chất lượng cho nước hoa nhiều nhất là từ 8 đến 10 tháng. Chất lượng nước hoa sau đó có thể chỉ giảm sau 3 đến 4 tháng, khi đó nước hoa sẽ trở nên dầu hơn và để lại vết ố. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.